sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất, cô có vài lời mừng xuân. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý thân hữu, các em thiền sinh thân mến. Hôm nay mùng 3 Tết, nhằm ngày 12 tháng 2 năm 2024. Một buổi sáng đẹp trời sau mấy ngày giông bão vừa qua, chúng ta đầy đủ duyên lành gặp gỡ nhau đây cùng tưởng niệm thầy và chư vị tăng ni đã viên tịch, ghi nhớ công đức và trí tuệ của thầy chúng ta và chư tôn đức đã viên tịch. Hơn nữa, chúng ta cũng không quên tri ân tất cả mọi người đã quen biết hay chưa quen biết, cho đến vạn pháp vô tình như trời đất, núi sông, cây cỏ cũng đã gom góp tinh hoa làm nên sự sống cho chúng ta từng giây phút của cái dòng thời gian tiến hóa vô tận của mỗi người. Với tâm chân thành tri ân đó, chúng ta nguyện sống đời xứng đáng, ý nghĩ thiện lành, lời nói và hành động cũng thiện lành, có từ bi và có trí tuệ đối với chính mình cũng như đối với tất cả mọi người, mọi vật. Nguyện cho đất nước yên bình, mưa thuận gió hòa, tất cả mọi người đều sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lời chúc mừng đầu năm và cũng bày tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với thầy thiền chủ và tăng đoàn đã viên tịch vừa qua. Bây giờ cô trình bày cái bài giảng hôm qua, hôm nay cô cũng trình bày lại. Tuy nhiên cái phần đó cô chỉ nói khái quát thôi và cô khai triển thêm. Thì hôm nay cũng có mấy em mới, thì đây xem như là cốt lõi cái việc thực hành thiền của mình. Đối với quý vị đã học lâu năm thì cũng không có gì mới lạ, nhưng ngoài cái cách cô trình bày có thể khác. Mình tu theo Phật giáo thường hay nói là tu tâm. Thì hôm nay cô cũng chỉ khai triển cái việc tu tâm là tu như thế nào và những cái bước tu nó từ từ nó biến chuyển, nó tiến tới như thế nào. Thì trước nhất là cô trình bày cái tâm của mình từ trước tới nay, nghĩa là từ khi mình trưởng thành và mình sống trong đời, trước khi mình gặp Phật Pháp thì mình đã sống như thế nào. Thì mình tiếp xúc với cuộc đời là qua năm giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt thì là thấy, tai là nghe, còn mũi, lưỡi và thân thì là xúc chạm.
Như vậy mình có 5 giác quan, nhưng có 3 sắc thái biết thôi. Biết qua thấy, biết qua nghe và biết qua xúc chạm. Thì cái biết này mình cũng gọi là cái tâm. Tại vì cái tâm mới biết, còn cái thân thì không có cái biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó thuộc về vật chất. Nó là kết hợp bởi đất nước, gió, lửa, nó không có cái biết. Biết là tâm. Thì con người là gồm chung vừa cái phần thân vật chất vừa tâm. Hai cái này hợp lại là một con người sống. Cô nói khái quát như vậy để quý vị nhận biết tổng quát thôi. Và khi mình chết thì cái phần thân này nó tan rã, nó trở về với đất nước gió lửa. Còn cái phần tâm này nó còn lại và nó sẽ đi tái sinh. Khi nó đầy đủ nhân duyên kết hợp với cái phần vật chất thì nó trở thành một cái người mới. Thì từ xưa tới nay người ta vẫn tạm phân biệt con người gồm có thân, phần vật chất và tâm. Thì tâm thực sự chỉ là cái biết thôi. Tuy nhiên biết như thế nào thì nó sẽ đưa ra những cái kết quả khác nhau. Có cái biết như thế nào đó, nó đưa tới an vui, hạnh phúc. Có cái biết như thế nào đó, nó đưa tới phiền não, khổ đau. Đó là những khái niệm tổng quát trong cái việc tu tập. Cô giảng rất là đơn sơ để cho quý vị mới cũng có thể tiếp thu được. Thì mình sống ở trong đời, luôn luôn mình tiếp xúc với cuộc đời. Thì mắt thì tiếp xúc với một cái gọi là sắc. Sắc là cái phần vật chất con mắt mới nhìn thấy. Ví dụ cái bàn, cái nhà, cái con mèo, con chó, núi, sông gọi là sắc, là vật chất. Thì mắt nhìn. Còn tai thì là nghe, nghe âm thanh. Đó là thanh. Mũi thì là làm hương, tức là hương vị, mùi hương. Lưỡi thì tiếp xúc với vị. Sắc thanh hương vị xúc. Thân thì là tiếp xúc với những cái vật này vật kia gọi là xúc. Sắc thanh hương vị xúc. Còn mình có thêm một cái nữa là ý. Ý thì tiếp xúc với pháp. Nhưng mà ý này không thuộc vật chất, ý này lại là tâm. Thành thử hồi nãy cô không có kể đó. Thì từ trước tới giờ mình sống trong đời, 6 giác quan của mình luôn luôn tiếp xúc với bên ngoài. Và mình luôn luôn mình có cái biết rõ ràng nó như thế nào. Thì giờ cô hình dung một cái đồ hình. Thí dụ như cô chỉ nói con mắt thôi đi. Con mắt mình nhìn. Thí dụ như hôm qua cô cũng đã có giảng rồi đó. Nhìn cái ở bên ngoài, nhìn một cái bông. Khi mình khởi ý, mình nhìn, cái ý nghĩ của mình nó như một cái dòng điện, nó đi tới đây và nó thu nhận cái hình ảnh này để nó nhận biết đây là một cái bông hoa. Tuy nhiên mình, cái tâm của mình á, nó không có khách quan, nó thường chủ quan lắm. Nó nhìn mà cái hình ảnh mình hợp với ý thì nó thích, không hợp thì nó không thích. Là tại vì bên dưới nó có cái chủ quan, mình gọi là cái ngã. Cái ngã chủ quan. Có thích, có không thích, có chê, có khen. Thành thử
hình ảnh mà mình giữ trong tâm mình á, nó không đúng là cái hình ảnh này. Mình nhận nó một cách chủ quan, cho nên cái hình ảnh bên ngoài nó méo mó đi. Mình nhìn một người, mình nói người đó tốt, người đó xấu, người đó đẹp, người đó không đẹp, vân vân. Tức là mình không có khách quan. Thì giống như cái thấy của mình đó ở chỗ này nè, giữa mình và đối tượng. Mà khi mình nhìn với cái ngã chủ quan thì cái hình ảnh này nó méo mó đi. Thí dụ như nó méo mó vậy, thí dụ như như nó méo mó vậy đó, nó không có giống cái sự thật. Đó là cô cho một cái ví dụ đơn giản để mình hình dung cái tâm đời của mình như vậy đó. Nó ưa bẻ quẹo sự vật. Mà khi cô chỉ diễn tả cái thấy của con mắt, thực sự là khi mình nghe âm thanh cũng vậy, người ta nói câu gì cái mình hiểu sai lệch đi để mình thương mình ghét. Hoặc là khi mình ngửi thấy mùi vị, mùi gì đó hay lưỡi nếm cái gì đó, mình có cái chủ quan vô thích hay không thích. Cho nên cái biết của mình nó không còn khách quan, không đúng với cái sự thật ở bên ngoài. Thành ra từ cái chỗ cái tâm mình nó chủ quan á, nó đưa tới phiền não, tức là nó xung đột với người khác, thì nó đưa tới cái nghiệp xấu, nó đưa tới khổ đau, bực bội, không thích, gây ra tranh chấp, tranh luận. Đó, hôm qua cô có giảng rõ chỗ này, bây giờ cô vẽ cái hình để mình hình dung ra cho nó thực tế chút xíu. Đây là cuộc đời. Tại sao mình buồn phiền, mình khổ, mình làm cho người khác cũng bực bội khó chịu, là tại cái thấy của mình nó không đúng với sự thật. Cái tâm của mình nó phóng ra, nó dính mắc vô đây, rồi nó chê khen, nó thích hay nó không thích. Đó là cái tâm đời của mình từ trước tới giờ. Rồi bây giờ mình bắt đầu tu tập. Đức Phật dạy mình thấy đối tượng như thế nào, thấy đúng y như vậy thôi. Đây là tới cái bước tu tập nè. Tỉnh ngộ rồi, cái ngã nó không có còn kiêu ngạo nữa, mà bây giờ nó thấy mọi vật một cách khách quan. Thì bây giờ cũng mình cũng nhìn bên ngoài, ví dụ mình cũng nhìn cái bông hoa như thế này, thì khi mình nhìn thì cũng cái tia nhìn mình nó ở đây, thì giống như là giữa mình và cái bông hoa ở đây là gọi là cái thấy của mình hay là cái trường thấy. cái trường là cái khoảng không gian á, cái tiếng Anh là cái từ feel rồi đó, feel đó. Thì giống như cái tâm của mình là một cái tấm gương mà nó trong sáng, nó nhìn vật như thế nào nó thấy đúng y như vậy đó, nó thấy đúng y vậy. Tức là bây giờ mình khách quan rồi, hồi nãy thì chủ quan. Thì khi khách quan có nghĩa là đối tượng như thế nào nhận biết đúng y vậy thôi, không suy luận cái gì thêm, không tưởng tượng cái gì thêm, không chụp mũ vào đối tượng, thì cái tâm mình nó bình an, cái tâm của mình nó tĩnh lặng, nó trong sạch. Giống như là cái tấm gương là cái tâm mình nó hoàn toàn trong sạch. Vật như thế nào nó in hình trong tâm mình y hệt vậy thôi. Thì bây giờ mình biết là cái ngã nó đã bớt, nó bớt có suy luận điên đảo rồi. Thí dụ như mình nhìn cái lên trên cái chánh điện, mình thấy rõ ràng mấy chậu cúc, mình thấy rõ ràng mấy dĩa trái cây, mình thấy rõ ràng hai cái bóng đèn, mình thấy rõ ràng tượng Phật, thấy rõ từng vật nhưng không phê phán gì hết.
thì tâm mình nó bình yên, nó tĩnh lặng. Mà mình cũng có thể nói ra lời nữa. Ở chánh điện này có tượng Phật, chánh điện này có bông lan, có bông lây dên, có bông cúc. Đó, đó là mình diễn tả một cách khách quan. Thì tất cả mọi người đều thấy đúng y vậy thôi. Cho nên nó đâu có tranh luận, đâu có xung đột. Đó là cô cho một cái ví dụ nó đơn giản nhất. Chứ trong cuộc đời có nhiều vấn đề nó quan trọng lắm. Mà nếu lúc nào mình cũng khách quan thì không có tranh luận, tranh cãi, không có xung đột, không có phiền não. Thì cái pháp này Đức Phật gọi là thấy biết như thật đó. Quý vị học rồi quý vị biết, tức là Yathābhūta. Là như thật. Nó như thế nào? Đúng y vậy thôi. Mà là phải dùng giác quan, cũng sử dụng giác quan, con mắt thấy vật. Nó như thế nào biết y vậy? Tai nghe lời, nghe âm thanh, y như vậy thôi. Không có xét đoán, không có thương ghét. Mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị. Thí dụ khi mình ăn, thức ăn như thế nào, nóng, lạnh, biết, nhưng mà không có phát biểu, không có thích hay không thích. Thân xúc chạm cũng vậy, lạnh hay nóng, biết, lạnh biết lạnh, nóng biết nóng, nhưng không có tỏ vẻ khó chịu hay vui mừng. Như vậy, biết rõ ràng mà không có cái chủ quan để phán xét thì gọi là như thật. Thì cái pháp này có nghĩa là có cái biết rõ chứ không phải là không biết. Biết rõ nhưng khách quan. Nó như thế nào biết y vậy thôi. Thành ra tới đây quý vị thấy cái tâm nè, như cái tấm gương trong sáng. Nó như thế nào thấy như vậy. Hoặc là giống như cái mình mang cái mắt kiến trắng, mình thấy rõ ràng vật mà nó không có bị bẻo quẹo, không có méo mó. Còn ở đây giống như mình mang cái mắt kiến màu hồng thì mình thấy ở bên ngoài màu hồng, mình mang mắt kiến màu xám thì tất cả bên ngoài màu xám. Cái đây là nó chủ quan theo cái ngã của mình. Còn ở đây khách quan thì tâm tĩnh lặng liền. Cảnh như thế nào biết đúng y vậy, đó là pháp như thật. Thì bây giờ cái tâm của mình nè, là cái biết, nó vẫn biết thế gian rất rõ ràng, nhưng tâm nó yên lặng, không có khởi ý gì hết, không có xúc cảm, tình cảm gì khởi ra, cho nên lúc nào nó cũng khách quan. Đó là cái bước đầu tu. Nó rất quan trọng đối với vậy. Nó rất là quan trọng. Mình phải thực hành hoài trong cái đời sống bình thường của mình. Chứ không phải là mình ngồi bán già, kiết già, mình mới tu. Không phải vậy. Thiền phải tu trong đời sống. Thành ra, cái pháp này giống như mình sẽ thực hành suốt đời. Để giữ cho cái tâm mình yên lặng. Thì cái tâm này đã có thể gọi là chân tâm rồi. Còn bên đây mình tạm gọi là cái tâm đời, hay là cái từ là vọng tâm. Vọng là hư giả, là sai lầm, là cái tâm đời. Cái gì cũng méo mó điên đảo theo cái ý riêng của mình hết. Còn ở đây là trung thực, nhìn cuộc đời một cách trung thực, chân thật. Cho nên mình tạm đặt tên nó là đã là chân tâm rồi. Thì trong cái chân tâm này á, mình đầy đủ hết năm giới của người cư sĩ. Khi mình nhìn, mình thấy rõ ràng mà một cách khách quan, rồi mình đối xử với tất cả mọi người cũng khách quan. Như vậy mình đâu có khởi ý tham, đâu khởi ý muốn giết hại, sát sanh, đâu có khởi ý tà hạnh, đâu có khởi ý nói dối,
Nói hai lưỡi đâu khởi ý uống rượu, say sưa giải trí. Thành thử ra trong cái tâm này nó đã hiển lộ cái tâm trong sạch của mình, đầy đủ giới định tuệ. Nó đã có giới định tuệ rồi. Không tham, không sân là giới. Định là cái tâm không dính mắc với cuộc đời. Cái tâm này dính mắc, ở đây không dính mắc gì hết, gọi là định. Không bị lay chuyển trong cuộc đời. Còn tuệ là biết cuộc đời một cách khách quan. Đó là cái tuệ trí. Rồi hôm qua cô giảng tiếp tới cái bước thứ ba. Khi mình tiếp xúc với cuộc đời, nhưng nếu mình nhìn thấy cảnh ở ngoài đời thì cái cảnh nó in hình trong cái tâm của mình, nó là cái nội dung của cái biết. Nhưng bây giờ làm sao để cho tâm mình trống rỗng, không có in hình cuộc đời, thì bây giờ mình quay lại mình nhìn cái tâm thôi, tức là mình an trú ở trong cái tâm này thôi. Tới đây là quan sát cái tâm. Mà hồi xưa thầy có nói là tự nhận biết đó. Thầy dùng cái từ self-awareness. Cái biết thì thầy dùng cái từ awareness, nhận biết. Mà đây là tự nhận biết. Thì bây giờ mình không có chú ý tới đối tượng bên ngoài nữa, mình chỉ quan sát cái tâm của mình thôi, thì nó hiện ra như vậy nè. Tức là nó không có gì trong đó hết. Nó là cái biết trống rỗng mà Đức Phật nói cái tên là tâm thuần nhất. Không có cái gì trong đó hết ngoài cái biết hoàn toàn trống rỗng. Đức Phật gọi tâm thuần nhất. Và ở đây nó là hoàn chỉnh, cũng giới định tuệ mà hoàn chỉnh. Còn ở đây nó tương đối. Mà tuệ ở đây lại cao hơn một bậc của tuệ này. Cái này là tuệ như thật, còn cái tuệ này là tuệ bát nhã. Từ đây nó sẽ kiến giải ra, thì gọi là tuệ bát nhã. Tức là cái tuệ siêu vượt hơn. Nó có cái tính cách sáng tạo. Nó có tính cách sáng tạo, nó có tính cách trực giác. Sáng tạo tức là mình sẽ có những cái nhận thức hoàn toàn mới lạ. Cho nên tạm đặt tên là tuệ bát nhã. Còn ở đây là tuệ trí thôi à. Tuệ trí. Cái tiếng Anh ấy, thầy dùng cái từ insight. Còn ở đây là dùng cái từ là wisdom. Như vậy cô tạm vẽ cái tiến trình tu tập của mình. Thật ra nó là một cái tiến trình có rất nhiều bước, nhưng mà tạm gom lại ba bước để mình thấy rõ hơn. Chứ cái tâm á,
khi như thế này, khi như thế khác. Có khi mình đi được tới cái bước này mà mình gặp cái chuyện gì bất thường quá, cái mình trở lại, mình buồn khổ thì mình rơi trở lại tâm này. Đó. Rồi có khi mình tu tập tới đây rồi, có lúc nào đó mình hoàn toàn buông thả, thư giãn thì mình lại có kinh nghiệm kiến giải ở đây. Rồi trở lại bình thường thì mình trở lại vô này. Đó. Thành thử ra đây là những cái bước rất là tương đối, cô tạm phân chia để trình bày cho nó rõ thôi. Chứ trong thực tế, tâm mình á, rất nhiều sắc thái, rất nhiều phẩm chất khác nhau. Nó như là một cái dòng nước vậy đó. Hoặc là nó như gió, như mây, nghĩa là lúc nào nó cũng có thể thay đổi hết. Không có khẳng định là mình ở mức độ nào hết. Nói vậy. Thí dụ như giờ mình đang thanh thản như vậy. Thí dụ như mẹ mình mất đi, cái là mình trở lại đây liền. Mình buồn, mình nhớ, mình khổ liền. Đó. Rồi khi mình tỉnh ngộ, mình buông thả hết, cái mình rơi vô cái trạng thái này thì nó kiến giải. Thành thử ra ba cái sắc thái tâm này nó cứ luân phiên nhau ở trong cái tâm của mình. Rồi, hôm qua là cô trình bày ba bước này là nhớ không? Nhớ chưa? Bây giờ thấy hình vẽ rõ ràng ha? Dạ. Rồi, bây giờ cô thêm chút xíu nữa nha. Thưa ni sư, có thể cho một cái ví dụ về cái bước thứ ba. Ví dụ bước thứ ba, tức là hồi xưa thầy giảng cái đó là cái phản xạ thụ động. Nghĩa là mình không có làm gì hết. Vô tác, vô vi. Tại sao mà không làm gì hết? Tại vì đây là cái bản thể thiệt của cái tâm của mình. Phật nói rất là rõ, mỗi người chúng ta ai cũng có cái trạng thái tâm này từ lúc sơ sinh, là cái bản tâm của mỗi người hoàn toàn trong sạch như vậy đó. Mà mình không biết, khi mình sống trong đời mình tiếp xúc với nhiều cái cảnh đời quá đi, cái mình bị nhốm cái mùi vị của đời. Thành ra mình thích, mình thấy cái gì đó cái mình thích đó, thì là mình dính mắt vô. Còn mình không thích thì là mình giận, mình buồn, mình khó chịu, phát sinh ra những cái tình cảm khác nhau khi mình tiếp xúc với đời. Mà cái tâm mình không có vững chắc. Còn tới đây bước đầu của tu tập nè, tiếp xúc với đời, nhưng cái tâm mình tỉnh ngộ rồi, mình biết nắm lại. Mình nghe một câu gì đó, giống như mình nắm cái tâm mình lại, không cho nó vương vấn theo những cái lời nói bên ngoài. Mình nhìn một cái gì đó, giống như mình nắm cái tâm mình lại. Thì đây là cái bước đầu tu tập. Còn đây là cái bước cuối cùng. Vẫn sống trong đời, nhưng bây giờ tám gió thổi không có động. Mà cái quan trọng là mình phải nhận ra cái tâm của mình nó như vậy đó. Cho cô ly nước. Dạ có. Hôm qua cô giảng vậy đó, cô giảng tới đây rồi đó. Thì khi mà mình kinh nghiệm được cái tâm tĩnh lặng trống không đó, thì mình cứ từ đó mình thực hành hoài, quay lại quan sát cái tâm mình hoài như vậy đó. Thì khi nào nó khởi lên một cái ý tưởng gì đó, mình nhận biết liền. Mà khi mình nhận biết thì cái ý tưởng nó chấm dứt. Đó là cách mình tu.
quan sát tâm. Nhưng mà mình không có tách rời mình khỏi cuộc đời đâu. Mình vẫn sống ở trong đời. Đó. Thì ngày hôm qua có nhiều vị mới tới để ăn Tết chung. Cho nên cô giảng đơn giản vậy thôi. Mà hôm qua không có bản vẽ, cho nên cô chỉ nói thì có thể nó mơ hồ. Bữa nay cô vẽ ra để thấy rõ ràng cái việc tu của mình nó đơn giản thôi, nó không có gì bí hiểm hết á. Rồi bây giờ cô thêm một phần nữa nè. Hôm qua cô giảng, cô dùng cái chữ thấy. Và cô cũng nói giống như là thấy bằng mắt. Nhưng thật sự cái ý của cô, cái chữ thấy là nó bao gồm hết các giác quan này á. Cái tiếng Việt mình á, dùng cái chữ thấy mà viết nghiêng á, viết nghiêng có nghĩa là nghe mà cũng thấy nữa. Xúc chạm cũng thấy, mình biết đó, thay vì mình nói chữ biết mà mình nói chữ thấy. Tôi thấy cái việc đó đúng, tôi thấy cái việc đó không đúng. Thiệt ra cái đó đâu có thấy, đó là mình hiểu thôi, hiểu biết thôi, mà mình cũng dùng cái từ thấy. Ở trong thiền ưa dùng cái từ thấy đó. Mà từ thấy không phải chỉ qua mắt đâu, nó qua tai, qua xúc chạm cũng kêu là thấy nữa. Bây giờ cô nói thêm một phần nữa nè. Trước khi mà mình đi vào cái bước thứ hai và bước thứ ba, tức là trước khi có cái thấy này á, mình có một cái chặn tu tập nữa. Như hôm qua cũng không có thì giờ, cô không có khai triển chi tiết nhiều, bây giờ thì cô bổ túc thêm. Tức là ở đây quý vị thấy cô đâu có giới thiệu tới những kỹ thuật thực hành đâu. Đó, nó còn thiếu cái phần đó, cái phần đầu. Tức là từ cái tâm đời muốn chuyển qua cái tâm trong sạch này, nó phải là một cái chặng đường tu, chứ không phải là đơn giản đâu. Và chặng đường tu này nó phải dùng những cái kỹ thuật thực hành. Thì đây là mình phải thực tập thực hành. Thực tập làm sao để có cái thấy khách quan. Khách quan, tĩnh lặng, đúng với sự thật. Thì mình có những cái cách gì? Mắt thì có nhiều cách nhìn đó. Từ cái bước đầu tiên, cái lóe sáng biết đầu tiên là cái biết trong sạch này. Mở mắt ra nhìn, thấy biết liền tức khắc. Thì cái đó là cái thấy khách quan của cái này. Hoặc là mình nhìn nước, nhớ không? Nhìn nước như vậy. Nhìn nhanh mà nhìn nhiều cảnh vật. Cho nên mình đâu có nói tên cái nào, mình đâu có phê bình gì đâu. Nhìn lướt. Rồi nhìn lưng chừng. Thí dụ quý vị ở đây, thay vì nhìn thẳng tới đó, bây giờ quý vị nhìn lưng chừng là cái khoảng trống không này. Cũng không có vật gì, cho nên cái tâm của mình nó cũng tĩnh lặng. Nhớ không? Đó, những cái cách thực hành đó. Hoặc là mình nhìn tổng quát thì mình biết hết mà mình cũng không có nói cái gì, không có phê bình cái gì. Đó là những cái cách thực tập về mắt. Nghe, mình nghe gì? Mình nghe tiếng chuông đó, nhớ không? Đó. Thí dụ mình nghe mà chỉ nghe thôi, không có xét đoán phê bình. Thì trong cái giây phút đó là cái nghe trong sạch, yên lặng. Nghe lại nè. Đó. Cái giây phút đó mình chỉ nghe thôi. Nghe chỉ biết mình đang nghe. Thì cái tâm mình yên lặng trong sạch là ở đây.
đi thay vì thấy, bây giờ nghe tiếng chuông như thế nào, nghe biết y vậy thôi. Mũi là mình thực hành gì? Pháp thở. Hít vô, thở ra. Mình chỉ nhận biết cái hơi thở mình, hít vô, thở ra, thì cũng là thực hành y hệt đây. Nhận biết liền hơi thở. Còn lưỡi phải làm gì? Thư giãn lưỡi. Cái lưỡi bình thường mình như vậy, rút vô chút xíu, thư giãn. Cái đầu lưỡi nó không có chạm vô đâu hết á, ở trong miệng. Rút vô chút xíu và mình biết mình đang thư giãn lưỡi thì là cũng thực hành pháp như thật. Còn thân mình thực hành gì? Đi. Đi thiền hành. Đi chỉ biết đi thôi. Cái biết của mình đặt ở dưới bàn chân á, đi. Thì cái tâm mình cũng tĩnh lặng liền. Thì cũng có thể nói đó là pháp như thật. Đi như thế nào biết như vậy thôi. Đó là mình thực hành là những cái kỹ thuật này để đưa tới cái kết quả là cái tâm mình khách quan. Tối hôm qua cô chưa nói tới cái đoạn lần trước. Nhưng tới đây muốn bước qua cái này còn kỹ thuật không? Còn chủ đề để thực hành không? Không. Đúng rồi. Nếu còn chủ đề, lúc nào cũng ôm chủ đề, thì cái chủ đề nó ở đâu vậy? Nó trong đầu, tức là trong tâm. Ở trong này nó sẽ có nè, hít vô, thở ra. Hay là không nói, hiểu chưa? Hay là mình thư giãn lưỡi, cái nó còn có hình ảnh, có ấn tượng, có lưỡi nó trong này nè. Hay nó còn chủ đề là nó chưa trống rỗng. Rồi tới đây là bỏ chủ đề. Bỏ chủ đề hoàn toàn. Mà bỏ luôn cái gì nữa? Bỏ đối tượng. Bỏ cái đối tượng. Cái chủ đề, đối tượng. Hễ có đối tượng là phải có giác quan. Hai cái này nó ghép lại đi chung. Hễ có thấy cái nhà thì phải dùng con mắt để mà thấy. Bỏ cái giác quan, bỏ chủ đề, bỏ đối tượng hết mới đi vào cái cuối cùng là tâm hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà trống rỗng không phải là không có gì hết. Như vậy nó có gì? Đúng như vậy đó. Biết, có cái biết. Giỏi, đúng rồi, có cái biết. Có cái biết rõ ràng mới gọi là chánh niệm tỉnh giác, hiểu chưa? Chứ không có gì hết thì là cái gì? Không có gì hết thì nó làm sao? Nó là vô si định, hay là trầm không, hay là si định, hay là lơ mơ như là người đời. Thí dụ ở đây nè, có nhiều khi mình ngồi thờ người, cái lúc đó trong đầu mình cũng trống rỗng, nhưng mà nó là si, nó là mê mờ, mê muội. Còn ở đây biết rất là rõ, tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng nè. Âm thanh gì xa mà nhỏ mình cũng nghe hết á. Mà cái hình ảnh gì mà mình nhìn đó, nó rất là rõ nét. Nó rất là chi tiết, rất là rõ nét. Đối với vị tại sao? Mình sẽ thấy rõ hơn cái chỗ này nè. Mình còn đối tượng nè, mình sẽ thấy rõ hơn bên này. Đối với vị tại sao? Tại vì bên này mình mắc suy nghĩ, mình lo ra, cho nên mình thấy nó không đúng. Còn ở đây, cái biết của mình nó đi thẳng tới đối tượng, nó thấy rất là rõ nét mà đúng sự thật. Còn ở đây có khi nó nhìn mà cái đầu nó nghĩ chỗ khác, cho nên nó nhìn mà nó không có thấy rõ ràng. Nó vậy đó, hiểu chưa? Thì tới cái bước cuối cùng không còn chủ đề, không còn đối tượng,
thì còn cái gì? Còn cái tâm hay còn cái biết? Cái biết chính nó thôi, hiểu chưa? Thì lúc bây giờ cái dùng phát huy trí tuệ là cái dùng precious á, nó nằm bên dưới, nó nằm bên dưới của cái tâm mình đó, nó nằm trong cái dùng precious, nó nằm trong cái dùng vỏ não đó, và bên trong đó, ở đây nó kiến giải cái gì, nó kiến giải ra, hiểu chưa? Thì đó là trí tuệ siêu vượt, nó bung ra, nó sáng tạo thì là có trực giác, hiểu chưa? Thì cái điều kiện mà trí tuệ này bật ra, cái bề mặt tâm phải hoàn toàn trống rỗng mới được. Cho nên cuối cùng là cái gì? Không có chủ đề, không có kỹ thuật, không có đối tượng thì nó mới trống rỗng, hiểu chưa? Nhưng cái vấn đề là cái tâm này thật sự nó là của mình từ xưa cho tới bây giờ, chứ không phải gì mới lạ. Vui không? À, cái cao nhất, cái khó nhất là cái mình có sẵn. Thì vui không? Vui thì phải cười. Phải không? Ừ, như vậy mình phải tự tin để mình tu. Đừng có chạy đi đầu này đầu kia, đi kiếm chỗ này chỗ kia trên Google rồi học, học thuộc lòng rồi, rồi bắt chước rồi cục dê của người ta vô ích. Mình có sẵn, bây giờ mình chỉ trở về với nó thôi. Mà cái vấn đề của mình là mình buông không có được. Mình buông cái thế gian bên ngoài nó hấp dẫn quá, mình buông chưa được. Cho nên vẫn mình còn ngồi đây, còn bận áo xanh, áo đỏ, kinh tuyến là mình ăn Tết. Nhưng mà mình biết rằng mình có khả năng trở về nhận ra cái chân tâm của mình và phát huy cái những cái phẩm chất của cái chân tâm. Rồi, cô chấm dứt cái bài giảng của cô hôm nay.